này xin máy nha cả nhà. Ông dưới. Trên cái chàm này ngổ này nha cả nhà. Mình để mình leo lên còn quay cho cả nhà cùng xem nha. Đông xe nhẹ. Chúng ta không quay mặt cho cả nhà xem nha. Khá ok nha cả nhà. Giờ em đắp gì đi có quay cho cả nhà xem tiếp nha. Sau một hồi tìm kiếm em cũng gặp được ổ này nha cả nhà. Đóng gió này, này nha. Để nếu xuống mình bắt em quay cho cả nhà cùng xem nha. Dữ quá nha cả nhà. Mày nha cả nhà.
khá là ok nha. Nhà mình rất gió đi, có em quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Trong lùm mực đó có ổ nha cả nhà, không biết lớn hay nhỏ nha, để em dẹt ra em bắt em quay cho cả nhà cùng xem nha. Thấy ra vô con một con hai nha cả nhà. Cũng khá ok nha cả nhà. Hay chút gặp nữa quay cho cả nhà cùng xem nha. Giờ mới tàn lại cho nó nở con nha. Trong lùm này ổ rồi nha cả nhà. Để em vô bắt quay cho cả nhà coi nha. Nhỏ nha. Quá đã luôn nha cả nhà. Quá ok nha cả nhà. Không có tàn luôn nha.
Chút nữa gặp nữa quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Chùm lùm này thì em thấy ổ nữa nha cả nhà. Thấy ra vô cũng đông đại nha. Chắc ổ cũng rộng đại nha. Để em vô em dẹt ra em bắt em quay cho cả nhà cùng xem nha. Khá là bự nha cả nhà. Chị mấy nha cả nhà, quá đã luôn. Không dữ. Quá khủng. Quá khủng luôn nha cả nhà. Ừ. Mặt ca. Quá đã luôn cả nhà ơi. Ông này siêu rứ nha cả nhà. Tôi siêu rứ hay xỉ nha. Giờ em ra em gác cái vỏ có em quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Trên dưới này ngổ nữa rồi nha cả nhà. Rồi để em leo lên bắt em quay cho cả nhà cùng xem nha. Con cũng nhỏ nha. Hơi rậm em hơi lông hơi lâu nha cả nhà.
Một mặt quá đã luôn cả nhà ơi. Bứt rịch luôn. Mặt này nha cả nhà, quá đau luôn. Đây đây chút em lên gác lại. Mặt này nha cả nhà, quá ít cô luôn nha. Chẳng thật tốt thùi ta. Rồi giờ em review gió em đi có em quay cho cả nhà xem tiếp nha. Mới vừa cắt lùm bên đó ngổ nha cả nhà. Giờ qua cây này có ngổ nữa nha cả nhà. Nó chót chót trên ngọn nha. Giờ để em lên em bắt em quay cho cả nhà cùng xem nha. Là cái chỗ này nha cả nhà. Cả nhà xem clip có thấy có quý mến em thì cho em xin một like một lượt đăng ký nha cả nhà. Quá đã luôn cả nhà ơi. Mặt này quá đã luôn nha cả nhà. Giờ em xuống tới đất quay cho cả nhà cùng xem nha. Trên đùm dưới nè ngổ nữa nha cả nhà.
em lên bắt em quay cho cả nhà cùng xem nha. Cũng khá là trọng đại nha cả nhà. Quá đã luôn cả nhà ơi. Trời, nghe cá. Xây nha cả nhà. Không biết. Ơi bộ mặt cả. Đã luôn cả nhà. Bộ mặt này em cắt xuống rồi nha cả nhà. Bộ mặt này nha. Qua đã luôn nha. Đó này xịn mấy nha cả nhà. Giờ em ráp vô vỏ em đi có em quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Trên ngọn tràm này ngổ nè nha cả nhà. Để em leo lên tới chỗ rồi em bật máy em quay em bắt cho cả nhà cùng xem nha. Ổ cũng nhỏ nha. Ổ không đóng người ngọn quá em quay không được nha cả nhà. Em cắt nguyên cái nhánh xuống. Bộ mặt này nha cả nhà. Khá là ok nha. Này giờ em ráp vô vỏ em đi có em quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Thành quả hôm nay em đi được nhiêu đây nè nha cả nhà. Con ổ này hồi nãy đóng sát nhà quá em không quay cho cả nhà cùng xem được nha. Vỏ này chắc cỡ lít rưỡi rồi nha cả nhà. Cả nhà xem clip thấy hay thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký nha. Để em có thêm động lực làm video tiếp theo nha. Rồi hẹn gặp cả nhà lại clip sau nha.